Thưa quý vị, tiếp tục chuyến thăm chính thức Hungary, tối qua theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp gỡ cộng đồng doanh nhân người Việt tại châu Âu. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng trước cuộc gặp hiếm có này và vì đây là cuộc tiếp xúc cử tri rất đặc thù sau khi kết thúc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Khẳng định người Việt Nam dù làm gì, ở đâu thì cũng đoàn kết và luôn hướng về quê hương đất nước. Nhấn mạnh thông điệp, muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa phải đi cùng nhau. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp người Việt trên thế giới nói chung, tại châu Âu nói riêng, đối với kinh tế nước sở tại và đối với kinh tế trong nước. Cho biết đến nay đã có 376 dự án của kiều bào đầu tư về Việt Nam với số vốn đăng ký khoảng 1,7 tỷ đô la Mỹ và tính riêng năm ngoái 2021 có khoảng 18,1 tỷ đô la Mỹ kiều hối gửi về Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước đánh giá rất cao vai trò của cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Trong đó nòng cốt là các doanh nghiệp, doanh nhân trong đồng hành cùng Việt Nam phòng chống dịch COVID-19, đồng thời là cầu nối trong giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt ở nước ngoài. Chủ tịch Quốc hội mong muốn các doanh nghiệp, doanh nhân sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước sẽ trở thành nước phát triển và có thu nhập cao.